Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần, em xin chúc các anh chị và cô bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái gạt tàn anh chị. Một cái gạt tàn trước giải phóng, trước năm 1975. Cái gạt tàn này là cái món quà kỷ niệm của ngân hàng Tín Nghĩa dành tặng cho những cái khách hàng mà có gửi tiền tiết kiệm ở trong cái ngân hàng Tín Nghĩa đó. Tín Nghĩa ngân hàng là một trong những cái ngân hàng là lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nha các anh chị. Đây, gạt tàn này là một trong những cái gạt tàn lỗi nhất nha các anh chị. Đây, vừa có chữ ký, vừa có mộc đỏ và vừa có Nguyễn Tấn Đời. Tên Nguyễn Tấn Đời là ông chủ ngân hàng đó các anh chị. Đây, chi nhánh Trần Hoàng Quân, 412 Trần Hoàng Quân ha. Đây, nó có mã số và có cái dãy số 7 số 9. Là có những cái dãy số này người ta thường người ta mua cái dãy số này, cái số may mắn nha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Tình trạng là lành đẹp 99%. Cái này là đức thánh trần nha các anh chị. Đây, cái gạt tàn này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2,8 triệu bao ship đến các anh chị, một trong những cái món đồ rất là hiếm hiện nay ha. Đây, 2,8 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà gốm cây mai. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình trà gốm cây mai ha. Đây, tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99%, tại em cũng chả có thấy tóc mẻ hay âm nứt gì chưa. Chỉ có bị cái nắp nó phía trong này nó có bị vẫy á các anh chị, nó bị vẫy cái vành nó một tí thôi, nhưng mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ hết trơn anh chị. Đây, cái bình trà này một trong những cái bình trà rất là to ha anh chị, cái ấm trà rất là to luôn, cái nhạo như cái nhạo. Đây, ở dưới đây là nó có cái mộc mà hơi bị mờ hả anh chị, có mộc hơi bị mờ. Cái ấm trà gốm cây mai này có chiều cao là 13 cm. Đây, hồi nãy em có đo rồi, chiều cao là 13 cm, còn dòng bụng rơi vào, dòng bụng này không có tính cái quai nha anh chị, rơi vào là 41 cm. Em xin giao lưu với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. 3,5 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bát thanh phố ha anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bát chữ thanh phố. Người ta gọi thường người ta gọi là bát nhã tâm kinh đó các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 98%. Đồ này chuẩn đồ 19 nha anh chị, chuẩn đồ đầu 19 luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 6 cm, đường kính miệng rơi vào là 12 cm ha các anh chị. Ở đây là nó bị lỗi co men, nó bị lỗi men thôi các anh chị, chứ ngoài ra nó cũng chả có bị cái gì hết trơn, bị lỗi men. Ở dưới đây cũng có hiệu đề mộc lò. Đây, còn trên đây nó bị vẫy tí nè, bị vẫy tí như một hạt đậu gì các anh chị, rất là nhỏ nha. Đây, cái bát thanh phố này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,000,000 bao ship đến các anh chị ha. 1,000,000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ché quảng đức. Đây, em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ché quảng đức chuẩn cổ ha. Tình trạng là cái thân của nó lành, không âm không tóc, chỉ có cái miệng của nó là bị vẫy thôi. Cái miệng của nó bị vẫy mắt mảnh nè các anh chị. Đây, mắt mảnh tí nè, đó bị vẫy đây. Nói chung cái này là ví dụ như các anh chị trưng cái mặt này thì nó cũng anh cũng rất là đẹp, đề co cũng rất là đẹp. Còn mấy cái đeo này còn nguyên ha, mấy cái đeo này còn nguyên. Ché quảng đức nha các anh chị. Đây. Cái ché này có chiều cao rơi vào 42 cm, chiều cao rơi vào 42 cm, đường kính miệng rơi vào là 14 cm. Đây. Dòng bụng rơi vào là 77 cm hả anh chị. Đây, nó rất là nặng nha các anh chị, rất là già đồ luôn. Đây, cái ché quảng đức này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship ha. 1,8 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông lá thiêu. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bình bông lá thiêu, tức là bướm hoa. Đồ này là những cái bình bông này cũng rơi vào 70-80 năm hả các anh chị. Cái bình bông này có chiều cao là 24 cm, đường kính miệng rơi vào là 11 cm. Đây, dòng bụng của nó rơi vào là 39 cm ha các anh chị, tức là bướm hoa ha các anh chị. Nước men còn rất là bóng khỏe luôn, nước men còn rất là bóng khỏe luôn. Bình này đặc biệt không thẩm mỹ hết các anh chị, không thẩm mỹ gì chứ, nó chỉ có một cái đường tóc mờ như thế này thôi. Đây, một cái đường răng thôi, răng mờ, tóc gió mờ. Đây, ở đây nè các anh chị, tóc gió mờ, không thẩm mỹ, nước men còn rất là khỏe. Cái bình bông lấy thiêu tích bướm hoa này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,000,000 bao ship. 1,000,000 bao ship thôi. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái tách trà Nhật. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái tách trà Nhật chuẩn xưa. Mộc này là mộc xanh, sông Long Chầu Nguyệt ha. Các anh chị chơi đầu Nhật thì nói chung là những cái tách trà như thế này cũng không có xa lạ gì với các anh chị ha. Thấu quang rất là mạnh luôn. Nó chỉ bị là bị tóc một đường ở đây thôi. Đây, bị tóc một đường ở đây. Tách trà Nhật ha các anh chị. Rất là mỏng luôn, mỏng như lá lúa vậy. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship à, 500k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái chén vạn ninh chuẩn cổ ha.
em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái bát vạn ninh chuẩn tổ. Đây, cái bát vạn ninh này là có chiều cao rơi vào là 5.5 cm, đường kính miệng rơi vào là 15 cm, tình trạng là lành đẹp 99% thôi các anh chị. Đây, bát vạn ninh ha, đồ này đồ vạn ninh ha các anh chị, chuẩn cổ trên 100 năm. Ở đây có những cái khía đồ các anh chị. Cặp bát vạn ninh này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship, 500k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát chu đậu đồ Lý Trần vớt biển ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bát chu đậu, tình trạng của nó rất là đẹp, rất là tốt luôn các anh chị. Những cái đồ 600-700 năm mà được như thế này thì rất là ok rồi. Đây, cái chôn của nó là không có nhầm lẫn vào đâu được hết trơn ha các anh chị. Đây, được con cái bát này rất là to, dáng chuông các anh chị rất là to luôn. Đây, tình trạng không âm không tóc, nó chỉ bị vẫy miệng tí thôi các anh chị, bị vẫy miệng tí thôi. Để em xin đo kích thước và chiều cao của cái bát chu đậu như thế này. Cái bát chu đậu này có chiều cao là 8.5 cm thôi các anh chị, chiều cao 8.5 cm, đường kính miệng rơi vào là 14 cm, tình trạng lành đẹp như thế này thì cũng khoảng có 95% này. Những cái đồ như nước men là các anh chị, cái men của nó rất là khỏe luôn. Đây, cái bát này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.350.000 bao ship à, 1.350.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ống chanh tàu. Đây, em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái ống chanh tàu xưa, đồ này đồ xưa các anh chị, 40-50 năm trên. Đây, rất là đẹp luôn, tích là chim hoa ha các anh chị, tích là chim hoa. Cái ống này ống to các anh chị, cái ống chanh này có chiều cao là 52 cm, chiều cao là 52 cm, là ngay cái chữ tiền luôn các anh chị, đường kính miệng gơi vào là 25 cm, rất là to luôn. Đây, em xin kinh cho mình cho anh chị xem. Tình trạng của cái ống chanh này nó bị vẫy một đường, không phải bị vẫy, khủng quá. Nó bị đây, nó bị lỗi lò rồi các anh chị, bị lỗi lò không xuyên cốt nha các anh chị. Đây, không có xuyên cốt. Đây, ngay chỗ này nè các anh chị, không có xuyên cốt nha. Cái này là một cái dấu lỗi lò rất là nhẹ luôn. Ống chanh này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.800.000 bao ship à. Rất là to nha các anh chị, đường kính chiều cao tới 52, đường kính tới 25 nè. Vẽ tay nè, tất cả đều là vẽ tay cho, 1.800.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là ba cái chuông đồng, ba cái mỏ chuông đồng từ nhỏ tới lớn ha. Mỏ chuông đồng này đồ xưa ha các anh chị. Đây, ba cái mỏ chuông đồng này thì em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 600.000 bao ship, bao các anh chị là lành đẹp hết trơn ha. Đồ này ba cái chuông này với giá 600 còn rẻ hơn một cái chuông đồ mới nữa ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đặc biệt có cái chuông này rất là to nè các anh chị, to 600k bao ship ha các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bình hút tài lộc ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn các anh chị. Hàng này là chỉ là hàng cũ thôi, nhưng mà được con cái là làm từ bàn tay của nghệ nhân ha các anh chị. Những cái tác phẩm nói chung là có thể gọi là độc bản ha các anh chị. Tích là cái gì ta? Cuộn bườm xuôi gió. Đây, được con cái bông hồng đắp nổi rất là đẹp luôn các anh chị. Em xin đo kích thước và chiều cao. Cái bình hút tài lộc này có chiều cao là 52 cm, 52 là chữ tiền ha các anh chị. Dòng bụng của cái bình hút tài lộc này rơi vào là 79 cm, 79 cm là thằng tài lớn ha các chị. Nói chung là nghệ nhân người ta làm rất là hay, ngay số ngay chữ hết trơn. Đường kính miệng rơi vào là 9 cm anh chị, đường kính miệng là 9 cm, là cũ ha các anh chị. Đây, cái bụng thì rất là to, cái miệng thì rất là nhỏ ha các anh chị. Tiền vô thì như nước mà tiền ra thì gỉ luôn. Đây, rất là đẹp, còn cái màu xanh của nó cũng ok lắm các anh chị. Đây, đó, thuận bờm xuôi gió. Cái bình hút tài lộc này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2.400.000 bao ship đến các anh chị ha. Rất là to nha các anh chị, 2.400.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái chậu trầm tư gốm cây mai. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái chậu trầm tư gốm cây mai ha. Những cái chậu trầm tư thì nó sẽ có giá cao hơn và nó sẽ xịn sò hơn những cái chậu mà lục giác hay là bát giác ha. Thì đó cũng là cái tư duy riêng của em và cũng từ tư duy của mỗi người thôi. Cái chiều cao của chậu trầm tư này là 24 cm, đường kính miệng rơi vào là 29.5 cm, lọt lòng rơi vào là 24 cm hả anh chị. Chậu trầm tư tứ quý, đây rất là đẹp luôn, tình trạng là lành đẹp 95%, lành đẹp 95%. Em xin giao lưu cái chậu trầm tư này với giá là 3.000.000 bao ship đến các anh chị ha. 3.000.000 bao ship, rất là nặng luôn, rất là gia độ. Đây, cốt xám xi măng hả anh chị. Đây, 3.000.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà Nhật ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác một cái bình trà Nhật Tích Thiên Hạ Thái Bình, tình trạng là lành đẹp 98%,
dung tích là 1,5 lít ha. Đồ này bao các anh chị đồ 80-90 năm trên, còn cái này có thể là bao cổ vặt cũng rất là bình thường luôn các anh chị, vì cái chôm của nó rất là già, không có mọc đỏ cũng chẳng có mọc xanh. Tình trạng của nó thì nó chỉ có bị chân chim và tóc gió mọc đường ở dưới đây, sử dụng rất là bình thường, không gỉ nước không gỉ ra ha anh chị. Đây cái nắp của nó là các anh chị zin luôn nha, nắp zin không âm cũng không tóc ha các anh chị. Đây cái lỗ tai của nó đây còn nguyên ha, nó mỏng lắm các anh chị, thấu quang rất là mạnh luôn. Cái này các anh chị khỏi kêu em rọi đèn, rọi đèn thì nó cũng thấu quang bình thường, tại mình bao đồ Nhật mà. Đây không thẩm mỹ lành đẹp 98% ha. Cái ấm trà Nhật Tích Thiên Hạ Thái Bình này xin Zalo đến các anh chị và cô bác với giá là 2,5 triệu bao ship ha, 2,5 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là 4 cái dĩa lá thiêu thôi anh chị. Đây em xin lên cho các anh chị và cô bác là 4 cái dĩa lá thiêu xưa. Đồ này 70-80 năm, đường kính là 17 cm. Đây lành đẹp với anh chị, nước men còn rất là bóng khỏe luôn. Xin Zalo đến các anh chị với giá là 200.000 cho 4 cái dĩa lá thiêu như thế này. Đây có con bướm rất là đẹp luôn là các anh chị. Đây nước men còn bóng khỏe à. Cái này là những cái đồ để nó rẻ mà lựa những cái nào thật là đẹp mới lên ha các anh chị. Nước men bóng khỏe, đồ 70-80 năm như thế này thì rất là ok, 200.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tượng da cá khổng minh. Đây xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái tượng da cát lượng ngọ long tiên sinh. Cái tượng da cát lượng này có chiều cao là 32 cm, gốm này là gốm bát tràng cũ ha các anh chị, tình trạng là lành đẹp ha. Đây cái tượng khổng minh này em xin Zalo đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship ha, cao 32 cm ha các anh chị, 32 cm. Nói chung mình để trong nhà cũng rất là phong thủy ha các anh chị, nói chung là tư duy mở rộng rồi, nói chung là tài trí là sáng láng hết trơn ha các anh chị. Đây 850.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chóe rất là đẹp luôn các anh chị, nhưng mà có cái này bị lủng đít. Đây xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái chóe chuẩn cổ ha, một chóe chuẩn cổ. Đây cái chóe này thì em tư duy là cũng là chóe Quảng Đức ha các anh chị, còn nhiều các anh chị và cô bác tư duy là chóe bầu trúc, nhưng mà tất cả bầu trúc hay là Quảng Đức gì nó cũng phải trên 100 năm. Bao cánh chị chuẩn cổ, không phải là đồ mới, không phải là đồ xưa. Cái này là đặc biệt là cái này không phải là lá thiêu, chắc ăn không phải là lá thiêu rồi. Em xin đo kích thước, em sẽ ghi cho mình cho cánh chị xem ha. Cái chóe này có chiều cao rơi vào là 53 cm, đường kính miệng là 19 cm. Đây dòng bụng rơi vào là 101 cm, 1 mét đúng đi, như là 1 mét đúng, trên 1 mét một tí. Tất cả những con đeo này là còn nguyên hết trơn. Cái miệng thì cũng lành tích, con đeo còn nguyên. Cái này là chủ nhà của người ta là trồng cây á các anh chị, trồng cây bởi vì ta khoan lỗ, ta khoan lỗ ha các anh chị, do chủ nhà trồng cây ha các anh chị, chứ còn nhiều lành đẹp hết trơn. Thì các anh chị có thể mua về trồng cây hay chân thì coi gì cũng được. Đây cái chóe này thì nó bị lủng như thế này, vậy thì em cũng xin Zalo nhanh đến các anh chị với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị thôi, 2 triệu bao ship ha các anh chị. Nói chung để như thế này thì cũng không có ảnh hưởng gì tới mặt tiền, nó cũng rất là đẹp, một món đồ chuẩn cổ giá 2 triệu ha các anh chị. Con đeo là còn nguyên hết trơn, 2, 4, 6, 8 con đeo anh chị, 8 con đeo cho cái sự tài phát các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị thêm một cái chậu cây mai nữa đi các anh chị, thêm một cái chậu cây mai lục giác nữa ha. Đây xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai lục giác các anh chị. Đây một con lăng, tích một con lăng, nó dễ cái này thì hơi xấu tí ha các anh chị, con lăng, con bướm, bên đây là hai con gà hay cái gì đây, lục giác nha các anh chị. Đây cái chậu lục giác gớm cây mai này có chiều cao rơi vào là 21 cm, đường kính rơi vào là 33 cm. Đường kính là em có đo cạnh này tới cạnh kia chứ em không có đo gốc nha các anh chị, đo gốc thì nó to hơn rất là nhiều. Đây đo gốc ai ăn gian thì mới đo gốc thôi. Đây cái gốc của nó tới 36, còn cái cạnh của nó thì là 33, còn lọt lòng của cái cạnh này là 26 cm ha anh chị. Đây bao các anh chị là chuẩn gớm cây mai ha. Đây còn các anh chị xem, đây nó hơi phết phết lại tí ha các anh chị. Đây cái chậu lục giác gốm cây mai này em xin Zalo đến các anh chị với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị ha, 3,5 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là đây một cái nhạo Nam Bộ anh chị, xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái nhạo Nam Bộ xưa, cũng là dòng gốm lá thiêu luôn.
tích này có là có trai gái hả anh chị, có trai có gái như người ta gọi là cái ấm phu thê. Những cái nhạo như thế này thì người ta được sử dụng trong những cái buổi tiệc đám cưới hay đi lễ cưới hả anh chị. Đây người ta gót rượu dưng mâm gì đó, đây tình trạng là lành đẹp hả anh chị, tình trạng là lành đẹp. Cái nhạo này xin giao lưu đến anh chị với giá là 650.000 bao ship ha, nhạo lấy thiêu 650.000 bao ship anh chị. Tiếp đến em xin lên cho anh chị và cô bác là một cái thố anh chị. Đây xin giao lưu đến anh chị và cô bác là một cái thố Sài Gòn chuẩn cổ trên 100 năm. Đây rất là đẹp luôn. Hiếm khi có những cái thố như thế này hả anh chị. Hiếm là sao? Đây có những cái mặt bọm và có cái nắp là nắp lăn luôn anh chị. Đây anh chị xem mặt bọm. Thố này là thố mini thôi anh chị. Em xin đo kích thước chiều cao rồi tới đó em sẽ báo tình trạng cho anh chị xem. Cái thố này có chiều cao là chỉ có rơi vào 20 cm thôi, 20 cm thôi. Đây em cầm giùm anh. Đường kính miệng thì rơi vào là chỉ có 13 cm. Đường kính miệng rơi vào 13 cm. Đây. Dòng bụng thì rơi vào chỉ có 46 cm thôi các anh chị. Đây. Đây các anh chị xem cái thố này ha. Đây, cái mặt bọm của nó rất là uy nghiêm luôn. Mặt bọm rất là uy nghiêm luôn ha các anh chị. Đây, mặt bọm của nó đây. Thố Sài Gòn chuẩn cổ ha anh chị. Tình trạng là nó có bị te một đường ở đây nè, bị te một đường ở đây. Ở dưới đây có chân chim. Nói chung là cái thố này nó bị te đường đây, là cái đó là đây em báo cho các anh chị xem đây. Có tình trạng nha các anh chị. Đây. Còn cái nắp đây. Cái nắp nó thì con sư tử thì nó bị vẫy cái lỗ tai với cái đuôi. Vẫy lỗ tai với cái đuôi ha anh chị. Thố Sài Gòn chuẩn cổ ha. Nói chung đặc biệt là hai cái mặt bọm lăn với con sư tử là đủ tiền à. Cái thố Sài Gòn chuẩn cổ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác. Với giá là 2.500.000 bao ship đến các anh chị ha. 2.500.000 bao ship đến các anh chị. Cái này đồ này độc lạ anh chị, cái những cái món này ít khi có lắm ha các anh chị, rất là độc lạ luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bình trà bông hồng đồ Tàu anh chị, đồ Trung Quốc xưa. Đây xin giao lưu đến các anh chị là một cái bộ trà Trung Quốc xưa. Đây tích là bông hồng và con chim hoa ha các anh chị. Đây cái bộ trà này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 550.000 bao ship ha, 550k bao ship ha. Đây chim hoa ha các anh chị, ở sau này có minh văn, ở dưới đây thì có hiệu đề. Đây đồ này chỉ là đồ cũ thôi ha các anh chị, 550.000 bao ship đến các anh chị. Anh nghe lấy nha. Em cái gì đó. Ừ. Tới món nào ta? Em đang nhận hàng ha các anh chị thông cảm nha. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà lấy thiêu ha. Đây em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà lấy thiêu, đồ có 70-80 năm. Tình trạng của cái bình trà lấy thiêu này là lành đẹp 99% ha các anh chị, lành đẹp 99%. Hiếm khi cũng có những cái bình trà mà lành đẹp như thế này. Dung tích là khoảng có 2 lít nước ha anh chị, dung tích là khoảng 2 lít nước. Đây cái chồn ở đây các anh chị, đây cái vòi ở đây, tích là sơn thủy ha anh chị, tích là sơn thủy ha. Đây cái nắp của nó đây, cái nắp của nó riêng cái nắp này không 300-400 ngàn ha chị, riêng cái nắp này không 300-400 ngàn. Đây cái bình trà lá thiêu này thì em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 900k ha, 900 ngàn bao ship đến các anh chị cho cái bình trà lá thiêu này. Đồ này chuẩn xưa 70-80 năm rồi, nói chung dài chục năm nữa thì nó vô là cổ vật. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là cái gì, cái ấm nhỏ. Đây một cái ấm Sài Gòn rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây một cái ấm Sài Gòn mini nha anh chị, rất là mini luôn. Đây tình trạng là đẹp. Hiếm khi cũng có những cái dạng là những cái bình trà như thế này mà nó có còn lại nước men bóng khỏe, thường nó bị thâm men hết trơn các anh chị. Đây mini nha, đồ rất là mini luôn. Nói chung các anh chị sưu tầm là những cái này thì nói chung là thứ nhất độc, thứ hai là rất là tuyệt vời, rất là vip luôn các anh chị. Những cái con đeo còn nguyên hết trơn ha, cái quai là cái quai ghiên của nó luôn ha anh chị. Đây rất là mini ha các anh chị, em xin đo kích thước của nó. Cái chiều cao của nó chỉ rơi vào khoảng có 8 cm thôi anh chị, 8 cm. Chiều cao rơi vào 8 cm thôi anh chị. Càng mini là càng mắc càng độc ha anh chị. Dòng bụng rơi vào là khoảng có 27 cm. Cái này người ta gọi là độc ẩm ha anh chị. Đây, đồ Sài Gòn anh chị. Nước men còn rất là bóng khỏe luôn. Em xin giao lưu đến anh chị với giá là 4.500.000 bao ship ha. Sài Gòn màu trên 100 năm. 4.500.000 bao ship. Mini lắm anh chị. Đây, cầm gọn trong cái lòng tay mình luôn nè. 4.500.000 bao ship. Đây. Nước men còn bóng khỏe là thứ nhất, không có thâm men hả anh chị. Đây.
Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái dĩa trò. Đây. Xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái dĩa trò, tức là Thiên Hạ Thái Bình. Tức Thiên Hạ Thái Bình ha các anh chị. Sơn thủy Thiên Hạ Thái Bình. Cái dĩa trò này có đường kính là 29.5 cm. Đồ này chỉ là đồ tàu cũ thôi ha các anh chị, đồ tàu cũ thôi ha các anh chị. Chiều cao là 5 cm, chiều cao 5 cm, còn đường kính là 29.5 nha các anh chị. Rất là đẹp luôn, vẽ tay rất là đẹp. Ở đây là có thể gọi là tích tiễn bạn nè các anh chị, con này cũ lầu. Đây. Chồn của nó đây. Đó, rất là đẹp luôn. Này phúc lộc thọ anh chị, phúc lộc thọ. Đây, cái dĩa này xin Zalo đến các anh chị với giá là 900.000 bao ship ha. 900k bao ship cho cái dĩa trò như thế này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là đây một cái dĩa cá ha. Đây. Em xin Zalo đến các anh chị và cô bác một cái dĩa cá Minh Phố, tình trạng lành đẹp 100%. Đây. Một cái dĩa cá Minh Phố ha. Cái dĩa này có đường kính rơi vào là 13.5 cm, 13.5 cm. Lành đẹp nha các anh chị, lành đẹp. Minh Phố chuyển cổ 3-400 năm. Cái dĩa Minh Phố này 500.000 bao ship à, 500k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái dĩa tàu chuyển cổ luôn, hai dĩa tàu màu từ chuyển cổ ha. Đây, rất là đẹp luôn. Dĩa này thì có bài thơ nè các anh chị. Dĩa thì nó có bài thơ. Cái này thì tư duy của em là hàng in nha các anh chị, hàng in nha, nhưng mà bao các anh chị chuẩn cổ nha. Lành đẹp. Còn dĩa này là chim hoa chữ thọ, chim hoa chữ thọ ha. Đây. Cái cặp dĩa tàu màu này xin Zalo đến các anh chị và cô bác với giá là 900.000 ha. 900.000 bao ship. Đường kính là 10.5 cm. Đường kính 10.5 cm. Đây. Đây một cái nó bị vẫy tí rồi các anh chị, một cái bị vẫy tí nhẹ ha. Đây, 900.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai. Đây. Xin Zalo đến các anh chị và cô bác là một cái chậu cây mai màu tím ha, màu tím coban, miệng dúng, tích là chim chỉ hoa phù dung. Đây, cái này là con chim chỉ là đuôi xè anh chị, đuôi xè rất là hiếm luôn. Đây, độc sắc nha các anh chị, chim chỉ phù dung độc sắc. Đây, đuôi xè rất là đẹp. Xin quay một vòng cho các anh chị xem. Ở sau đây là bụi lan, ở sau đây bụi lan, lành đẹp 96% ha. Nói chung là nó liền lạc lắm. Để em xin đo kích thước chiều cao và sẽ báo ra tình trạng cho các anh chị xem. Chiều cao là 26 cm, đường kính miệng rơi vào là 36 cm, lọt lòng rơi vào là 24.5 cm. Đây tình trạng thì rất là nhẹ luôn, đã mất tiêu rồi. Đây, ở đây nó có bị tóc gió một đường, tóc mờ thôi các chị. Đây, ở đây nè, tóc gió một đường, nó mờ thôi trong đây đó, nó bị gắn đây các anh chị có thấy không, nó bị gắn đây một đường. Nói chung dòm kỹ lắm mới thấy ha anh chị. Đây, cốt xám xi măng. Đồ này trên 100 năm mà vậy là rất là ok các anh chị. Đây, con phụng xè nè các anh chị, phụng xè. Đó. Cái chậu này xin Zalo đến các anh chị với giá là 3.500.000 bao ship ha, chuẩn cổ anh chị. 3.500.000 bao ship cho cái chậu cây mai màu tím coban như thế này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa chậu quê. Cái dĩa chậu quê đó còn món nào không ta? Hết rồi. Đây. Được không? Được. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái dĩa chợ quê gốm Biên Hòa xưa, được sản xuất năm 1975. Đây, nói chung là tới bao kỷ niệm 30 tháng 4 mà có cái dĩa 1975 chơi cũng rất là ok ha các anh chị. Dĩa này nó dày lắm ha các anh chị. Có dĩa này có đường kính là 35 cm, cái lòng của nó rất là sâu ha anh chị, tích là chợ quê. Đây. Đó. Đặc biệt. Ở đây Biên Hòa 1975. Được sản xuất trong những năm 1975. Cái này là chưa xuất xưởng ha các anh chị, hàng là hàng tồn kho. Đây, rất là đẹp luôn. Cái miệng của nó miệng răng cưa. Cái dĩa Biên Hòa, cái dĩa Biên Hòa 1975 này thì em xin Zalo đến các anh chị và cô bác với giá là 3.200.000 bao ship đến các anh chị ha. 3.200.000 bao ship. Những cái dĩa như thế này thì lâu lâu mới có một lần ha các anh chị. Còn món nào nữa mà. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái dĩa gồng lái thiêu. Đây. Hai cái dĩa gồng lấy thêm, coi em lên cái bình trà này luôn đi, cho nó combo đi. Một cái bình trà dung tích 1,5 lít. Đồ này là hàng, này là hàng in nha các anh chị, hàng này hàng in. Đây, đồ này đồ mới nha các anh chị, hàng này hàng mới, đồ mới, đồ Bắc Tràng mới. Còn hai cái dĩa này, hai cái dĩa lá thiêu xưa, tích là sông Long Trọng Nguyệt. Tích là sông Long Trọng Nguyệt ha các anh chị. Đó. Hai cái dĩa để em đo cái dĩa này đi, em sẽ bán combo rất là rẻ luôn.
Cái dĩa này thì có đường kính là 15.5 cm. Cặp dĩa này với cái bình trà mới này thì em xin bán với các anh chị với giá là 400 ngàn bao ship thôi ha. 400 ngàn bao ship cho cái cặp dĩa lái theo 7-80 năm và cái bình trà Trúc Lâm phát hiện đồ mới này. Đây. Còn gì nữa không em? Hết ha. Đây. Đây còn một cái ấm, còn cái ấm Nguyễn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái ấm Nguyễn ha. Xin giao lưu đó các anh chị và cô bác là một cái ấm Nguyễn chuẩn cổ ha các anh chị, chuẩn nhà Nguyễn nha. Đây. Tình trạng của nó là lành đẹp ha các anh chị, tình trạng là lành đẹp, không thấy âm, không thấy tóc. Cái ấm Nguyễn này là hai cái lỗ tai còn nguyên hết trơn, hai cái lỗ tai còn nguyên, cái dồi nó cũng còn nguyên, cái này là dính xi măng thôi các anh chị. Cái ấm Nguyễn này xin giao lưu nhanh đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship ha, 850.000 bao ship đến các anh chị ha. Đây. Cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ vào số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác ạ.